Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ukraine phản công, Crimea chắc chắn sẽ được phi quân sự hóa và giải phóng. Ngày 22 tháng 9, VOA tiếng Việt loan tin Ukraine tấn công trụ sở hạm đội Biển Đen của Nga ở Crimea. Theo đó, các quan chức Nga cho biết ít nhất một tên lửa của Ukraine đã đánh trúng trụ sở hạm đội Biển Đen của Nga ở cảng Sevastopol của Crimea hôm thứ Sáu 22 tháng 9, và cuộc tấn công mạng lớn đã làm gián đoạn các dịch vụ Internet trên đảo. Hình ảnh bản tin trên VOA ngày 22 tháng 9. VOA dẫn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết một quân nhân đã mất tích sau vụ tấn công, điều chỉnh lại tuyên bố trước đó rằng người đàn ông này đã thiệt mạng. Bộ này cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ tổng cộng 5 tên lửa. Quân đội Ukraine xác nhận đã tấn công trụ sở hạm đội Biển Đen của Nga, nhưng không đưa ra nhiều chi tiết. VOA dẫn tin nhắn trên Telegram của quân đội Ukraine cho hay, vào gần 12 giờ tức 9 giờ GMT, ngày 22 tháng 9, lực lượng phòng thủ Ukraine đã tấn công thành công trụ sở Bộ Chỉ huy Hạm đội Biển Đen của Nga tại Sevastopol đang bị chiếm đóng. VOA dẫn lời ông Mikhail Ravohayev, thống đốc Sevastopol do Nga bổ nhiệm cho biết, vụ tấn công đã gây ra hỏa hoạn và người dân được khuyến khích tránh xa trung tâm thành phố nơi lực lượng cứu hỏa đang làm việc và một số con đường bị đóng. Ông Ravohayev cho biết không có thương vong dân sự hoặc thiệt hại về cơ sở hạ tầng dân sự trong báo cáo về vụ việc trên Telegram. Theo VOA, Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công ở Biển Đen và Crimea, nơi đã bị Nga chiếm giữ và sáp nhập vào năm 2014, khi lực lượng Ukraine tiếp tục cuộc phản công kéo dài gần 4 tháng qua. Hình ảnh khói bốc lên từ trụ sở hạm đội Biển Đen của Nga ở Sevastopol, Crimea vào ngày 22 tháng 9. Các quan chức Ukraine nói các cuộc tấn công vào các mục tiêu quân sự của Nga trên lãnh thổ do Nga chiếm giữ là hợp pháp. VOA dẫn lời ông Oleksiy Danilov, thư ký Hội đồng An ninh Ukraine nói có hai lựa chọn cho tương lai của hạm đội Biển Đen của Nga: tự nguyện hoặc bị buộc phải tự vô hiệu hóa. Nếu không chọn phương án tự nguyện, nó sẽ bị cắt ra như xúc xích, ông nói trên X. Cố vấn Tổng thống Ukraine Mikhail Podolyak nói Crimea chắc chắn sẽ được phi quân sự hóa và giải phóng, trong khi Moscow khẳng định sẽ không bao giờ từ bỏ bán đảo này. Trong một diễn biến khác, vẫn theo VOA, ông Oleg Kryochkov, trợ lý của người đứng đầu Crimea cho biết các nhà cung cấp dịch vụ Internet trên bán đảo đang phải hứng chịu một cuộc tấn công mạng chưa từng có, dẫn đến gián đoạn dịch vụ. Liên quan đến cuộc phản công của Ukraine, VOA ngày 23 tháng 9 loan tin, Tổng thống Biden nói với Tổng thống Zelensky, Mỹ sẽ gửi tên lửa tầm xa ATACMS cho Ukraine. Hình ảnh bản tin trên VOA ngày 23 tháng 9. Theo đó, Kiev đã nhiều lần yêu cầu chính quyền Biden cung cấp hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS để giúp tấn công và làm gián đoạn các tuyến tiếp tế, căn cứ không quân và mạng lưới đường sắt trên lãnh thổ Nga chiếm đóng. Nhưng Nhà Trắng không tiết lộ bất kỳ quyết định nào về ATACMS, trong khi ông Zelensky đến thăm Washington hôm thứ Năm 21 tháng 9 để họp với ông Biden, ngay cả khi họ công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 325 triệu USD cho Kiev. VOA dẫn một nguồn tin quốc tế cho hay trước đó, chính quyền Biden đang xem xét cung cấp ATACMS, loại tên lửa có thể bay tới 190 dặm, tức 306 km cho Ukraine. Trang web của quân đội Hoa Kỳ cho biết ATACMS được thiết kế để tấn công sâu vào lực lượng thứ cấp của kẻ thù và có thể được sử dụng để tấn công các trung tâm chỉ huy và kiểm soát, hệ thống phòng không và các cơ sở hậu cần ở phía sau chiến tuyến. VOA cho biết thêm, ông Biden hôm thứ Năm 21 tháng 9 đảm bảo với ông Zelensky rằng sự hỗ trợ mạnh mẽ của Hoa Kỳ cho cuộc chiến của Ukraine chống quân xâm lược Nga sẽ được duy trì bất chấp sự phản đối của một số nhà lập pháp đảng Cộng Hòa trong việc gửi thêm hàng tỷ đô la viện trợ. Ông Zelensky hôm thứ Năm đã cảm ơn ông Biden về gói vũ khí mới nhất, bao gồm cả hệ thống phòng không, nói rằng có được chính xác những gì binh sĩ của chúng tôi đang cần bây giờ, VOA cho hay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm đê với bản tin Ukraine phản công, Crimea chắc chắn sẽ được phi quân sự hóa và giải phóng. Nhiều nước kêu gọi Việt Nam dừng thi hành án đối với Lê Văn Mạnh.
Ngày 22 tháng 9, AFA tiếng Việt có bài Phái đoàn Liên minh châu Âu kêu gọi Việt Nam dừng thi hành án tử hình Lê Văn Mạnh. Theo đó, Phái đoàn Liên minh châu Âu EU cùng với Đại sứ quán của Canada, Vương quốc Anh và Vương quốc Na Uy tại Việt Nam ra tuyên bố chung kêu gọi Hà Nội dừng thi hành án đối với ông Lê Văn Mạnh, người bị kết án tử hình năm 2005 nhưng liên tục kêu oan. Tuyên bố được đưa ra trong ngày 21 tháng 9 là thời hạn chót Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa yêu cầu gia đình tử tù Lê Văn Mạnh đăng ký nhận xác người thân, cho dù cơ quan này không ấn định thời điểm thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc. Hình ảnh bài trên AFA. AFA dẫn bản tuyên bố chung này, trong đó có đoạn viết: Chúng tôi cực lực phản đối việc áp dụng hình phạt tử hình trong mọi thời điểm, mọi hoàn cảnh. Đây là một hình phạt tàn ác, vô nhân đạo, hạ thấp nhân phẩm và không bao giờ có thể biện minh được. Đồng thời vận động Việt Nam hoãn thi hành án tất cả các án tử hình. Tuyên bố cũng nói hiện nay án tử hình đã được bãi bỏ trong luật pháp hoặc trên thực tiễn của hơn 2/3 các quốc gia trên thế giới và ủng hộ việc bãi bỏ án tử hình là xu hướng toàn cầu. Theo đó, không có bằng chứng nào cho thấy hình phạt tử hình có tác dụng răn đe tội phạm hiệu quả hơn hình phạt tù. Tuyên bố chung cho rằng khi áp dụng án tử hình thì bất kỳ sai sót nào, điều mà có thể xảy ra với mọi hệ thống pháp luật đều không thể đảo ngược. Các phái đoàn ngoại giao cũng cho biết sẽ tiếp tục tích cực nỗ lực việc thúc đẩy xu hướng chung, hướng tới loại bỏ hình phạt tử hình và sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trên con đường tiến tới việc xóa bỏ này. AFA cho biết đây là tuyên bố chung thứ hai của EU và Anh Quốc, Na Uy và Canada về án tử hình tại Việt Nam trong 2 tháng gần đây. Cuối tháng trước, các quốc gia trên đã ra tuyên bố kêu gọi nhà chức trách Việt Nam dừng thi hành án tử hình đó với Nguyễn Văn Chưởng, người cũng bị kết tội giết người trong một vụ án hình sự ở Hải Phòng năm 2007. Theo AFA, ngày 18 tháng 9, gia đình nhận được thông báo của tòa án về việc thi hành án tử hình đối với Lê Văn Mạnh. Kể từ hôm đó tới nay, mẹ của ông Mạnh là bà Nguyễn Thị Việt cùng những người thân trong gia đình đã ra Hà Nội kêu oan cho người tử tù sinh năm 1982. Hình ảnh mẹ và con trai tử tù Lê Văn Mạnh kêu oan cho anh. AFA dẫn lời bà Việt cho biết bà đã đưa đơn đề nghị xem xét lại bản án tới văn phòng quốc hội và nhiều cơ quan trung ương khác. Bà nói gia đình có nguyện vọng gặp mặt ban tiếp dân của chủ tịch nước để đề nghị xem xét lại bản án, xem xét lại hồ sơ vụ án của Lê Văn Mạnh, xét xử cho nó một cách minh bạch, đúng người, đúng tội. Qua 7 phiên tòa, vừa sơ thẩm vừa phúc thẩm và giám đốc thẩm vẫn chưa đưa ra được bằng chứng thuyết phục nào để gia đình tôi cảm thấy vụ án đó xử nghiêm minh. 7 phiên tòa đó đang còn nhiều ẩn khúc. AFA cũng cho biết trong ngày 21 tháng 9, văn phòng luật sư Hưng Đạo Thăng Long ở Hà Nội đã gửi thỉnh nguyện thư tới Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với đề nghị người đứng đầu nhà nước ra quyết định tạm dừng, tạm đình chỉ việc thi hành án tử hình đối với Lê Văn Mạnh. Bức thư có đoạn: Việc kết tội tại các bản án vốn còn chưa bảo đảm được sự chắc chắn sẽ cần phải được xem xét lại và do đó chúng tôi khẩn thiết đề nghị ngài ra quyết định tạm dừng, tạm đình chỉ việc thi hành án tử hình đối với bị cáo bị án Lê Văn Mạnh trong thời hạn rất ngắn ngủi còn lại, bởi đó là điều cấp thiết đầu tiên và hiển nhiên cũng thuộc thẩm quyền ngay lập tức của ngài. Vẫn theo AFA, việc tử tù Lê Văn Mạnh kêu oan với những sai sót trong tố tụng nhận được sự chú ý của cộng đồng quốc tế bên cạnh hai trường hợp của hai tử tù Hồ Duy Hải và Nguyễn Văn Chưởng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.de với bản tin Nhiều nước kêu gọi Việt Nam dừng thi hành án đối với Lê Văn Mạnh. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của thời báo.de để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, thời báo.de